Đây là cái hoa hồng đào cổ này, bạch cổ này, cổ Huế này, hay cổ Sa Pa. Đấy, các thể loại. Thì nó đang đi chọn cây. Mẹ ăn hôm qua hôm nay tự nhiên lại phọt ra cái câu thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc mà cái câu chuyện mà ông ra cát lượng ông kể với Lưu Bị ấy, là Tào Tháo đoạt được thiên thời, nắm thiên tử để hiệu triệu quần hùng. Tôn Quyền thì đoạt được địa lợi, tại vì ngăn cách con sông ấy, nó là cả một cái vùng bên ý là có muốn đánh cũng khó. Thì Minh Chủ tức là kiểu Lưu Bị ấy phải đoạt được cái nhân hòa, phải sống sao mà con người người ta ủng hộ. Xong rồi có cái câu chuyện mà ông Lưu Bị ông ấy, đây còn các loại khác, Hồng Phụng cũng mấy năm từ cái đợt nhập hàng Trung Quốc ở đây, bà con nhân giống bằng cách cắm cành, xong rồi trồng lên những cây to ở đây. Thì như thằng em nó bảo 4-5 năm, như cho hàng này chắc là được khoảng tầm năm, hơn năm là được như này. Một người ta đang live stream tới tấp bán cây 1,8 triệu, thì cái Thủy bảo không biết giá ở đây là bao nhiêu, thì để ấy như nào, thì ở đây là khoảng 700 lấy nhiều. Còn live stream xuyên ngày đêm, tại vì ôm cái vườn đến 30 mấy 100 cây à. Còn bên này là ấy, nói về cái chuyện kinh doanh mấy các thứ thì mình cũng phải nghĩ đến cái vấn đề thiên thời địa lợi nhân hòa, để biết để 10 năm sau, hoặc là tức là 10 năm là nó lại có chu kỳ lặp lại một lần. Còn cái vấn đề thực ra thì lần này là nó bị Covid chứ nó không phải khủng hoảng. Còn khủng hoảng bình thường thì chu kỳ của nó vẫn 10 năm. Thì từ cái một cái video nào tôi nói rồi đây. Đợt ý mình còn để ý lịch sử cơ. Trước cái thời điểm này là 10 năm lại chu kỳ một lần. Thế bao giờ cũng thế, con người ta có cái xu hướng theo tâm lý ấy. 10 năm. Còn cái gì trong cuộc sống thế, nên voi xuống chó mấy hồi, 10 năm chu kỳ một lần. Tâm lý hứng khởi nao ra đường rồi buôn bán rồi kinh doanh. Xong rồi nó phải đi lên, xong nó đi xuống xong lại đi lên. Nó như kiểu là nhịp tim ấy. Ôi chuột chạy. Nên Nguyệt Quế. Còn tất cả những cái sản phẩm như này thì kể cả ngày xưa hoa hồng nó sốt đến mức nào. Có ông anh cũng nhiều tuổi. Năm nay cũng 6, chắc cũng gần 60 rồi. Ông anh bảo mày có tin không? Rồi sẽ có thời điểm bọn ta phải chặt đi. Mình đợt đấy mình không nghĩ đến, tại vì đợt đấy mới hoa hồng thì đợt đấy mình mới vào thị trường này. Mình bảo làm đéo có chuyện bây giờ nó đắt như thế, một cái cọng như này 30 mấy nghìn. Anh nói chuyện chặt đi em đéo tin. Nhưng mà có thời điểm là vừa rồi ông anh cũng chặt hoa hồng ngoại, neo ngoại thì chặt bao nhiêu. Tất nhiên là ở tôi thì trồng nhiều, xong rồi bán thì nó dớ dẩn, cho nên là. Còn nói với các bạn thì hôm nay cũng nói cái câu chuyện là ông anh ông chặt cái hoa giấy đây, mấy triệu bạc. Thế là các bạn ở trên mạng thì các bạn bảo là các bạn không hiểu, tại vì các bạn không phải là người kinh doanh, cũng không phải người làm sản xuất như này. Tức là không phải chủ tư, ở đây hầu như anh em toàn chủ tư hết. Chủ tư tức là bỏ công làm, không phải thuê mướn, không phải làm công cho ai, tự trả lương cho chính mình. Là chủ tư, là người nhóm T. Còn cái người nông dân này cũng là người nhóm T. Đấy, khi nào mà đến mùa vụ gặt, vụ giết ấy, thì là người ta lại là người nhóm C. Người ta đi thuê người trả công. Còn đi làm xong rồi cuối ngày hoặc cuối tháng, hoặc đi làm theo giờ, chủ nó trả tiền là người nhóm N. N cao. Người đi làm thuê, người làm thuê thì thường là cũng không hiểu cái người chủ tư. Người làm thuê hầu như chỉ hiểu tâm lý của người làm thuê thôi. Cho nên là cái câu chuyện mà tôi bảo là chặt đi, thì các bạn bảo là mẹ phí của giời, xong bán rẻ đi. Tết cũng thế, sẽ có cái câu chuyện rất là lớn. Mẹ đừng nào cũng chặt, xong bán rẻ đi. Thực ra nếu mà chặt hôm nay, ngày mai các bạn vào hỏi cũng đòi triệu mấy. Còn như anh em tôi quý nhau thì có thể là cho cũng được. Ngày mai bố chặt, nếu mày thích thì mày mang về mà chơi. Nhưng mà phải các bạn hỏi thì rõ ràng người ta phải tính công. Xong chưa? Còn ở đây người sung chứ các kiểu. Thiên thời, nếu mà gặp thiên thời thì làm cái gì nó cũng dễ. Mất thiên thời rồi rất là khó. Mặc dù nói chung là các bạn có địa lợi.
địa lợi tức là như này này, các bạn hiểu nôm na như này này, các bạn là người dân sống ở cái vùng chuyên sản xuất, các bạn ở vùng biển thì các bạn có địa lợi ở các sản phẩm biển. Các bạn trên Tây Bắc thì là các bạn có cái địa lợi để bán thịt trâu các bếp. Các bạn nghịch thiên cải mệnh mạnh. Cái đợt đi là ông đéo gì ông ra Cát Lượng, ông Lưu Bị ông đến mới ra ông ra Cát Lượng, hình như là có ông thầy của ông Lưu Bị, thầy của ông ra Cát Lượng bảo là tiếc là gặp Minh Chủ, đúng Minh Chủ nhưng lại không gặp thời. Nói với cả ông Lưu Bị về trường học của ra Cát Lượng ấy. Ra Cát Lượng giỏi đấy. Gặp đúng Minh Chủ là ông Lưu Bị đấy, nhưng mà tiếc lại không gặp thời. Cho nên làm nó rất khó. Gặp thiên thời lúc mà các bạn mà ví dụ như thị trường bất động sản nó dễ bán nó phát nhá, nó đang lao vào ấy là lúc ấy thiên thời mẹ rất là dễ đấy. Cho nên là Tào Tháo rất khôn, cũng nắm được cái thiên thời một cái là làm nó rất dễ. Còn nếu mà địa lợi tức là đấy thì vừa nói cho các bạn ấy, các bạn đặt đúng cái địa vị của các bạn, nơi các bạn là sản phẩm của các bạn là rẻ nhất có thể, còn vùng biển các bạn bán hải sản thì nó dễ, giá rẻ. Nhưng mà mất cái thiên thời là làm khó. Còn chỉ cần là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một trong ba thứ ấy là các bạn đã dễ hơn người khác rất là nhiều. Còn mẹ bây giờ mà trái cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa là khó kinh khủng khiếp, hoảng hốt luôn. Còn một ông phải tài năng lắm ấy. Còn Việt Nam mình thế, cũng gặp đúng thiên thời thì nó mới thế được chứ. Nghịch ngược cái thiên thời mẹ. Nếu mà đúng cái thiên thời gọi là có làm, nhưng làm cứ như đi chơi ấy. Thế là lên là giành độc lập luôn, chứ ngược lên là khó lắm. Cách viết tán viết tiếp thì tôi có chia sẻ với các bạn ở cái video trước rồi. Hôm nay là mạn bàm về cái quá trình gọi là trồng hoa hồng, mấy cả các cái vấn đề về tư duy mà mình nhận định của cái lứa tuổi này đấy. Cho nên là, nhưng mà nói chung là hôm nay cái bài kia cũng thế, cái bài đầu tiên của ngày hôm nay ấy là nói về cái gọi là kinh tế suy thoái, kinh tế khủng hoảng kinh tế và hành động của chúng ta cũng thế. Mình lựa chọn là cái lúc này thì kiểu bảo toàn quân số đánh lâu dài, bố không mất niềm tin, bố không lừa đảo là được, giữ được quân số đánh lâu dài. Qua cái thời điểm này thì bố bùng nổ, gọi là điểm rơi phong độ. Đấy, còn nói chung là cũng không phải ở nhà mà ngồi chơi, không chơi cờ mấy các thứ. Chơi cờ thì có bảo mấy con thủy là tao giữ phong độ của cờ tướng. Qua cái thời điểm TikTok nó bảo tao chơi cờ bạc này thì mình sẽ phát triển. Mà đến một cái thời điểm ý thì, tức là mình có nội lực rồi thì có một cái nền tảng nào đấy. Hoặc là tự nhiên các ông già, ông giết người ta lướt TikTok hay là người ta vào các mạng xã hội ấy, thì lúc ấy gọi là thiên thời nó bùng nổ. Còn tất cả những người khác, ví dụ như là ông mà các bạn hay thấy là ông Lã Vọng, ông câu cá ấy, ông ấy chờ thiên thời thôi. Đấy, chứ còn bình thường mà không gặp mà mấy cái ông kia ấy, thì ông Lã Vọng có mà câu cá trong vài ba kiếp. Người ta có thực lực, người ta chỉ chờ thời thôi. Đấy, người ta gọi là chờ thời, câu cá chờ thời. Nhưng mà chờ nó không phải chờ không đâu, mẹ về nhà cũng phải đọc loạn lên chứ. Có phải cứ đi ra ngoài câu cá là xong rồi chả có năng lực mẹ gì, xong rồi gặp thời là phất được lên đâu. Bao nhiêu, ví dụ như cái thời của Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật các kiểu, quân đông như chó con, có tài năng chứ có phải là gặp mỗi thời không là được đâu. Nhưng mà nói chung là gặp thời là cái yếu tố mà quan, nói chung là nó ảnh hưởng ấy hơn là so với địa lợi với nhân hòa. Cho nên thiên thời được đánh giá cao hơn. Đúng là đánh giá cao hơn. Tôi cũng thế, đây là địa lợi, tức là mình đặt đúng vào cái chỗ mà người ta là cái vùng đất mà chuyên sản xuất cây cảnh này là địa lợi. Chứ bây giờ mà tôi ở Bắc Linh hay là tôi ở Cà Mau mà thì cái việc địa lợi là không ấy được. Cái vùng ấy lại cây cảnh mấy các thứ giá nó lấy lên rồi. Ở đây thì nhà nhà người người anh em các kiểu nên giá nó rẻ nhất có thể. Coi như sản xuất tận gốc rồi. Đấy là địa lợi. Còn nhân hòa thì nói chung là nếu mà các bạn làm các trò tà lằng ấy thì người ta xem cây cảnh của các bạn nhưng mà người ta không ấy. Nên ra đấy phải đánh giá cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây cái việc sản xuất hồng phụng đây này. Đây, cây này thì tôi có nói với các bạn rồi. Đây. Ui kinh, cũng bây giờ cũng làm kiểu tán. Tán tùng thế này. Gọi là cái sản phẩm này gọi là tạp sản phẩm tán tùng thế này. À, nó kiểu từng tán như kiểu tán tùng ấy.
Còn bên Trung Quốc là nó ấy nhá, bên Trung Quốc là nó ghép trên cây đéo bỏ mẹ gì ấy. Cùng họ hay cùng chi bọn này. Cái giống này, giống này thì thằng em nó bảo là cắm canh. Đây một cây giống này. À đấy, nhiều ông ví dụ như là cũng muốn sẽ thay đổi sản xuất, là nhà các ông đang trồng keo mới trồng cái bỏ mẹ gì ấy, là muốn là trồng cây cảnh, và cũng có thể là muốn trồng cái cây này xong mai sau bán cái thứ này. Ngày xưa đấy các ông ấy trồng đào hoặc là các cái nơi khác là người ta có cái quỹ đất rất là lớn, là theo cái hướng trồng cây cảnh như của bọn tôi. Nhưng mà thực ra là các ông mất địa lợi, còn bán thì thực ra là ví dụ như các bạn ở Lạng Sơn quỹ đất rất là lớn, là toàn trên rừng ấy, các bạn muốn làm nhưng mà khó ở cái việc là cung cấp đi cả nước, trừ khi ông quá giỏi xong rồi cả làng ở đấy người ta học theo, thế là ở nơi các ông là lại có địa lợi. Đấy, ví dụ như Văn Giang này, ban đầu có một ông nào đấy, ông ấy trồng, hoặc ở đây này, ngày xưa trồng toàn trồng quất, tự nhiên có một ông nào đấy ông ấy trồng hoa hồng, xong rồi làm được, anh ấy, xong rồi anh ấy làm đẹp, xong rồi bọn tôi đến lườm lượp ấy, xong rồi bán được giá cao so với quất, thế là cả làng người ta đi làm theo. Chứ một mình các bạn ở trên Lạng Sơn mà các bạn trồng hồng phụng ấy, bán đi nó khó lắm, trừ khi lúc ấy hồng phụng nó sốt. Mẹ cả nước hoặc là người dân Văn Giang hoặc như bọn tôi phi lên tận đấy. Ngày xưa có cái cơn sốt hoa hồng rừng ấy, mấy cái ông ở Xìn Hồ Xìn Hiếc mình cũng phải phi lên tận đấy. Đấy gọi thiên thời đấy, lúc ấy nó sốt một sản phẩm gì đấy. Chứ còn bình thường nếu các bạn thay đổi cái chuyên ngành của các bạn mà trồng lúa, mà các bạn bảo trồng như này thì các bạn mất cái địa lợi, làm sao mà phải chiếm được cái địa lợi. Ở đây được cái là ví dụ như là trồng cái mai tứ quý này, hoa hồng này, mộc hương này, nhưng được cái địa lợi. À, địa lợi nó quan trọng, nhân hòa nữa, ngoài còn kéo còn trộm cướp. Ngày xưa mình ở đấy cái vùng ấy là vùng ở dưới Khoái Châu ấy, người ta toàn bà con toàn trồng lúa mấy cam mấy bưởi, mình trồng cây cảnh này mất. Đây, cây này đẹp, mình trồng hoa hồng này cây mấy triệu, với đợt đi cái đợt đi nhập Trung Quốc mấy triệu mấy chục triệu, thế là làm tâm điểm của bọn trộm mấy bọn nghiện. Đợt đi là nó sốt, nó tính thanh khoản của hoa hồng các thứ là nó ghê, bọn nghiện mấy cả bọn nghiện là bọn rất khôn, còn người dân bình thường đôi khi rất ngu ngơ, đã biết cái gì đắt cái gì rẻ, đã biết cái gì bán được. Nhiều người thì quay cây như này người ta bảo là củi mới thế nọ thế kia, nhưng mà khổ bọn nghiện nó cũng biết, khi mộc hương sốt lên là nó biết ăn trộm cây mộc hương, cái tính thanh khoản tức là khả năng thay đổi một cái, ví dụ đổi cây mộc hương này sang tiền, người ta gọi là tính thanh khoản. Ví dụ như cổ phiếu mà Quốc Cường Gia Lai hay là cổ phiếu của FLC của ông Quyết đi là mất tính thanh khoản. Sau khi bà Loan mẹ Cường đô la bị bắt một cái là cổ phiếu nó chạm đáy, toàn người bán đéo có người mua. Đấy, các bạn hình dung chưa? Đây bây giờ ví dụ như cây cảnh, nếu mà theo như các bạn ấy thì nó theo khách quan là tính thanh khoản nó thấp, khả năng quy đổi ra bằng khả năng quy đổi sang tiền là thấp, cho nên bọn nghiện nó có để ý đéo đâu. Đúng không? Mọi người ra đây cho mọi người xem. Còn cách sản xuất mấy các thứ thì tôi cũng nói nhiều ở các video. Đấy, mẫu đơn vàng đấy. Vàng rồi cho lên bịch đấy, vàng hết lá. Ở đây đẹp ngay. Ở đây được cái là nói chung là hội tụ nhiều yếu tố. Thứ nhất là ở đây thì người ta kiểu là cái làng ấy, cho nên người nọ bảo người kia, người nọ bảo người kia, xong rồi cái thứ hai nữa là có đầu ra, người ta gọi là địa lợi, nó hội tụ nhiều yếu tố lắm. Nếu mà trồng một cây gì không biết là người ta ra kia ngồi, đi ra nào, đi tao lại đi bộ à? Người lọ bảo người kia thì là người ta rút được bài học. Chứ các bạn bình thường này đi, đây, cắm cành cái cành chiết này, hồng phụng này, không. Đấy, xong rồi giá thể. Ở đây nhá, ví dụ như là các bạn ở đây thì có cái địa lợi nó quan trọng, là ví dụ như các bạn muốn trồng một cây gì ngồi pha ấm trà, thế là người nọ biết người kia biết, xong rồi bàn tán nó cũng ra vấn đề. Ở nơi các bạn thì ông trồng bưởi thì các bạn đang trồng hoa, các bạn đang meo nhe nhóm thấy thằng góp nhặt cát đá nó quay hồng phụng, ông ra hỏi nó có biết cái cứt, nó đang trồng bưởi thì nó làm sao nói được, đầu ra không có. Nói chung là cái ở trong cuộc sống thì cái thiên thời địa lợi nhân hòa nó quan trọng, nắm một trong ba thứ ý là cũng làm được, cũng kiếm được hơn những người khác. Còn nó mất cái thiên thời thì vẫn cũng nỗ lực. Anh cái nhòm nhàn thế nhỉ, bây giờ 4 giờ rồi mới đi làm thế này, mà đi làm theo cái kiểu này là a mơ thế này thì
đây chả ấy thế này, trêu mà chả thấy đấm nhau gì nhỉ, không rủ ra đấm nhau. Cái này gọi là tuyết sơn phi hồng, cái này tốt, tuyết sơn phi hồng. Đây là nguyệt quế siêu hoa lá phẳng. Mẹ các cái sản phẩm này cho lên TikTok shop xong rồi gắn vào các giỏ hàng rồi chứ. Hồng phụ không biết. Đây, đây là được cái thiên thời. À được cái địa lợi. Còn thiên thời tạm thời nó hoãn lại 3 năm nữa rồi các bạn. Ông thế tôi mẹ nó 3 năm nữa hoặc 5 năm nữa cái lúc mà nó sốt đi. Mà cái thời nhài kép lại ghê này. Cây này gọi là cây nhài kép, nhài ba lá, nhài đầu hổ. Đấy. Ở trong giới các bạn, nói chung là khi tôi đang nói cái vấn đề hoa cây cảnh này tại vì tôi hiểu nhất. Chứ còn trong giới của các bạn, kể các bạn đang buôn nhôm, đồng sắt vụn hay là xăng hay bất kỳ cái mẹ gì cũng thế. Thì các bạn thấy nó gọi là ngày xưa ông Gia Cát Lượng là ông ấy là người ta bảo là cải thiên cái đéo gì đấy. Cải thiên đổi vận hay cái đéo gì. Đấy, Tường Vi viết nong đây. Với tôi thì có cái gì lạ đâu. Nhưng mà người khác người ta live stream về sản phẩm mà người ta nói đi nói lại được. Mà người ta nói rất kinh nhiều là ui con này ghê à. À con này là Tường Vi đỏ. Tường Vi hồng vẫn là Tường Vi ta. Đấy, viết nong này. Hết hè là hết Tường Vi. Đây Tường Vi trắng. Đây là Tường Vi nhạt nhạt. Một gốc xá đét. Quả đây này. Cái loại này là cắt cành không cắm là được. Mình biết quá rõ về bọn dớ dẩn. Còn hoa hồng này nói chung là cái thị trường hoa hồng này thì làm còn chán. Cách làm thì tôi có nói rồi. Còn các bạn nói chung là muốn ở nơi khác mà muốn làm một cái mô hình hoặc muốn làm theo cái hoa cây cảnh này thì nói chung là như cái thời điểm này nó hoa cây cảnh thì với cái người tiêu dùng ở cái tầm là người ta đi làm thuê, làm nhân viên các thứ ấy, thì cái hàng này thì đánh giá là cái hàng xa xỉ. Nó như hàng xa xỉ ấy. Cái tầm này nếu mà người ta có tiền thì nó lại khác. Có tiền thì chả lúc mẹ nào người ta không có nhu cầu cả. Thậm chí là người ta trồng một cây hoa hồng, quan điểm nó lại tùy theo từng người. Cái người mà người ta không có tiền, nhưng mà đại bộ phận, tại vì kinh tế bây giờ nó khủng hoảng thì cái người có tiền thì từ trước đến nay nó chỉ gọi là ngày xưa có một đấy là 10% dân số nắm giữ là 90% của cải của toàn thế giới này. Còn 90% người dân ấy, 90% dân số lại chỉ nắm giữ có 10% của cải. Còn đến khi mà thị trường mà nó sôi động, thị trường hoa cây cảnh cách đây trước dịch ấy, thì 100% kể cả ông nghèo, ông nhìn nó cũng thích. Còn trừ người ta không có nhà, có cửa thôi. Người ta có nhà, có cửa thì cây cối, cái người ta ít tiền thì người ta lại mua những cái cây bé bé như này. Đấy, chứ còn bây giờ người ít tiền người ta cũng đéo có nhu cầu mua cây này. Mẹ để tiền đấy còn mua mì tôm, mua thùng mì, mua thuốc lá Vina hoặc là thăng long, hút thuốc là thăng long. Mẹ tiền thăng hút thuốc lá còn không có nữa là mua cây. Còn cái người giàu thì thực ra là người ta vẫn có nhu cầu mua, nhưng khổ lỗi người ta tỷ lệ trên dân số thì người ta ít. Còn ngày xưa thì mẹ kể cả hoa hồng mà cái ngày xưa nhá, kể cả những ông đang làm cây cảnh này, ông nhìn tôi quay như này ông thích luôn, muốn mua để thay đổi cơ cấu cây trồng. Ta vừa ấy trồng mộc rồi ta bán hết cả ruộng rồi, bây giờ tao có tiền, tao có mặt bằng, tao phải mua cái gì để tao trồng. Nhưng bây giờ anh em ở trong giới thì người ta bán còn ế bỏ mẹ lên thì người ta mua cái gì, người ta không thay đổi cơ cấu cây trồng, cho nên nó bị ảnh hưởng như thế. Số người mua ngày xưa thì rất là đông, tại vì người ta cũng bán được, anh em làm các sản phẩm khác nó cũng bán được, bán nhanh lắm. Đấy, chỉ được gọi cái gọi là cái thiên thời. Địa lợi thì đây là nằm giữa cái nơi các bạn, ví dụ các bạn ở gần biển là hải sản rẻ nhất, là các bạn chiếm được cái địa lợi. Còn tự nhiên vùng biển mà các bạn bán cái đéo gì nhỉ, ví dụ các bạn bán thịt trâu gác bếp ấy thì các bạn lại không phục vụ cho cả nước được, mà các bạn phục vụ cho cái người dân địa phương, người dân ở vùng biển, đúng không? Làm thì vẫn làm được thôi nhưng nó khó. Bán đi, người ta muốn mở rộng người ta bán đi cả nước, chứ người ta lại không bị quy hoạch như thế thì ngồi uống tí nước ạ. Ngồi nghỉ đúng không? Một ngày chỉ thế thôi chứ.